Nhốt vợ thả sông. Ngày xưa, ngày xưa, ở một đất nước nọ, có nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Để tránh cho đất nước thoát khỏi nạn binh đao, vua cha buộc phải gả nàng cho nhà vua nước láng giềng. Nếu cứ sống mãi cuộc sống trong cung cấm nhàm chán với một cuộc hôn nhân ép buộc như thế này, ta sẽ chẳng khác gì chiếc bóng vật vờ ngày qua ngày. Chi bằng ta bí mật bỏ trốn, không để ai biết được. Mình sẽ trốn vào chiếc thùng kia, rồi theo dòng kênh ra ngoài thành. Chiếc thùng ở đâu trôi tới thế này chứ? Trời ơi, một cô gái bên trong chiếc thùng ư? Anh chắc là người sống ở đây. Vâng, tôi làm nghề hái lá thuốc, sống ngay chân núi này. Nơi đây là vùng núi hoang sơ, dân cư rất thưa thớt. Còn cô từ đâu tới? Chuyện là thế này. Ra là vậy, cô hãy cứ ở tạm nơi này một thời gian đi. Chỗ này vắng vẻ lắm, chắc sẽ tránh được quan quân tìm kiếm. Ôi, vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều lắm. Vậy là cô gái ở lại vùng núi hoang sinh sống để tránh tai mắt của nhà vua. Ngày qua ngày, cô gái và chàng trai dần cảm mến nhau. Họ trở thành vợ chồng, nương tựa vào nhau sống qua ngày. Các ngươi là một lũ vô dụng, có một đứa con gái mà cũng không tìm được. Đã thế thì chính ta sẽ đích thân đi tìm, đừng có mơ thoát được khỏi tay ta. Đã đến lúc phải sử dụng tà thuật rồi. Vậy là mùa đông đã về rồi, mai là đúng phiên chợ, ta sẽ tìm mua cho nàng một chiếc áo thật ấm nha. Chàng không cần phải mua áo làm gì đâu, đường xá xa xôi, chàng đi lại cho vất vả ra, lạnh như thế này thì vẫn chịu được mà. Giờ mới là đầu mùa đông, vẫn chưa tới lúc rét cắt da cắt thịt đâu. Ngày mai nàng cứ ở nhà chờ ta, ta sẽ mua áo ấm cho nàng. Này ông, tôi muốn mua một chiếc áo ấm cho vợ tôi. Cậu hãy lấy chiếc áo lông này, vợ cậu mặc sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp. Chiếc áo này đẹp và ấm quá, vợ tôi sẽ rất thích cho mà xem. Ta đã mua được áo cho nàng rồi đây. Nàng hãy xem chiếc áo ấm chưa này, để ta khoác thử cho nàng xem. Chà, thật là ấm quá. Chàng thật là, ai đời lại mặc áo đàn bà bao giờ. Cuối cùng ta cũng tìm ra nàng rồi. Xin ngài đừng hại chàng ấy, tôi sẽ theo ngài về cung ngay lập tức. Có thể chứ? Hắn đã bắt ta trở lại đây, làm sao ta có thể cứu được chàng bây giờ? Nàng ơi, là ta đây. Sao chàng lại ra được đây thế này? Do tên lính canh quên đút cửa lòng nên ta thoát được ra ngoài. Bây giờ chúng ta phải tìm cách để ra khỏi đây thôi. Nhưng chẳng nhẽ chàng sẽ sống trong lớp chuột suốt đời ư? Không, ta có cách để lão vua biến ta trở lại như cũ. Nàng hãy ra vườn, hái cây hoa trắng rễ đỏ về đây. Bông hoa nàng hãy giữ lại, còn rễ cây đem sắc nước và hắn uống đi. Dạ được, thiếp sẽ làm theo lời chàng dặn. Nàng tự tay pha trà cho ta ư? Dạ vâng. Bệ hạ hãy uống thử xem trà thiếp pha có ngon không. Hẳn là nàng đã hồi tâm chuyển ý,
chấp thuận làm vợ ta. Nàng hãy mau bứt một cánh hoa đi. Ruột gan ta sao bỗng dưng như có lửa đốt. Ông hãy mau hóa phép cho chồng ta trở lại như xưa, rồi ta sẽ đưa cho ông thuốc giải. Các người dám lừa ta ư? Bọn nhảy rành to gan, ta sẽ cho xử trảm các ngươi. Đau quá. Thôi được, mau đưa ta thuốc giải, ta sẽ làm theo ý của cô. Nàng hãy đưa cho lão ta ngậm cánh hoa vừa bứt, cơn đau sẽ hết. Các ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Ông đừng có trở mặt hại người thêm một lần nào nữa. Ông đã uống chén trà pha từ một loại rễ cây đồng dương rồi. Rễ cây đã cắm chặt vào bụng của ông, nên chỉ cần ta bứt một cánh hoa nữa, ông sẽ cảm thấy đau đớn như có lửa đốt bên trong. Giờ thì hãy thả hai vợ chồng ta ra đi. Ngươi vậy là lão vua độc ác không còn cách nào khác phải để hai người rời đi. Về phần chàng trai và cô gái, họ trở về với vùng núi khi xưa, sống những ngày tháng êm đềm hạnh phúc. Bộ nhớ dẻo dai, phục hồi não bộ, Cibakin giúp hỗ trợ người sau tai biến mạch máu não. Cibakin nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Thuở ấy, đời vua Hùng Vương thứ 18, có một cô con gái nhan sắc tuyệt trần, lại vô cùng thùy mị. Vua muốn chọn chàng rể vừa hiền vừa tài, nên truyền lệnh mở hội kén rể. Trai tráng khắp nơi nô nức kéo về kinh đô thi tài. Đã nhiều ngày qua đi, biết bao nhiêu chàng trai tuấn tú, võ nghệ tài ba lần lượt trổ tài, nhưng không ai được nhà vua và công chúa mỹ nương ưng chọn. Thưa đại vương, tất cả chàng trai sáng giá nhất từ khắp mọi miền đã đến xin cầu hôn công chúa rồi đấy ạ. Người vẫn không ưng được ai sao? Ta chưa thấy ai đủ xuất sắc để xứng với con gái của ta. Ta muốn con rể của ta phải có khí chất phi thường, làm được những điều lớn lao cơ. Không biết tìm đâu người như vậy bây giờ, thưa đại vương. Bẩm đại vương, có hai chàng trai trông rất cao ráo, khí chất khác hẳn người thường. Một xưng là Sơn Tinh, một xưng là Thủy Tinh, đến xin cầu hôn công chúa ạ. Bao cho vào đi. Muôn tâu đại vương đáng kính, thần là Sơn Tinh, đến từ vùng núi Cao Ba Vì. Thần đến đây xin cầu hôn công chúa mỹ nương. Còn thần là Thủy Tinh, là lãnh chúa cai quản biển Đông. Thần có thể hô mưa gọi gió, thậm chí điều khiển cả lốc tố. Thần là người xứng đáng nhất với nàng mỹ nương xinh đẹp đây. Vậy cả hai hãy cùng thể hiện tài nghệ của mình đi. Ta sẽ quyết định chọn ra người xứng đáng là con rể của ta. Lời vua truyền vừa dứt, Thủy Tinh đã vội ra oai, gây sấm sét đùng đùng. Đến lượt Sơn Tinh, liền khoan thai vẫy tay hóa phép dời núi, đổ cây, phá rừng vun đất. Họ đều tài giỏi xuất sắc, còn muốn chọn ai? Lễ phật có cái gì quý giá mà ta không có được đâu? Mỹ nương chắc chắn thuộc về ta rồi. Buôn tâu đại vương, người cần những lễ vật gì để thần chuẩn bị ạ? Lễ vật phải có đủ gồm 100 ván cơm nếp, 200 tiệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Hai người nghe rõ chưa? Lễ vật gì bà lạ vậy? Sao rồi, người đã tìm đủ những lễ vật đó chưa? Dạ bẩm thưa thủ lĩnh, thần đã cho người đi khắp thủy cung bốn biển mà không thể tìm ra được lễ vật như ngài yêu cầu. Chả lẽ họ cố tình làm khó dễ ta? Nhưng không sao, hãy bao bao cho mang về đây
tất cả những sản phẩm quý hiếm nhất của biển cả. Ta tin rằng với tài năng, bản lĩnh như ta, và cùng với số báo phận đó, nhà vua và công chúa sẽ siêu lòng thôi. Thủ lĩnh anh minh, chắc chắn công chúa sẽ thuộc về ngài. Từ tờ mờ sáng, Sơn Tinh đã có mặt ở sảnh điện với mâm lễ vật gồm 100 ván cơm nếp, 200 tẹp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao và bao nhiêu vàng bạc châu báu. Vua Hùng giữ lời hẹn gả công chúa cho Sơn Tinh. Con đã mang lễ vật đến trước và lễ vật của con đều đúng như yêu cầu của ta. Con xứng đáng có được con gái ta. Từ nay, hãy thay ta yêu thương chăm sóc bảo vệ mỹ nương nha. Dạ, con xin dùng cả sinh mạng này bảo đảm với người điều đó. Con sẽ khiến nàng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Đứng lại! Mỹ nương phải thuộc về ta. Thủy Tinh, ngươi đã đánh mất cơ hội của mình rồi. Ta là người mang lễ vật tới trước và mỹ nương đã là vợ của ta. Sơn Tinh, ngươi đừng quá mừng vội. Ta chỉ đến sau ngươi có một chút, còn lại sức mạnh tài nghệ của ngươi đều thua xa ta. Ngươi không xứng với nàng, mà là ta, nàng phải là của ta. Thủy Tinh, ngươi đã đến muộn, hãy chấp nhận sự thật và quay về đi. Ta xứng đáng hơn hắn, ngài không nhìn ra sao? Ta đến muộn một chút, nhưng bù lại những lễ vật của ta quý giá hơn của hắn nhiều, hãy nhìn xem. Thủy Tinh, ngươi làm to rồi. Những thứ đó quý với ngươi, nhưng không quý với ta. Ta đã nói rõ yêu cầu lễ vật mà ngươi không làm theo, lại còn đến muộn nữa. Ngươi còn lý do gì để xứng đáng với con gái của ta đây? Tốt nhất mau quay về đi. Thật không công bằng, ta sẽ không để yên cho hắn cướp đi đàn mỹ nương của ta đâu. Bộ nhớ dẻo dai, phục hồi não bộ. Sibakin giúp hỗ trợ người sau tai biến mạch máu não. Sibakin nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Đây là trách nhiệm của tôi. Đây là số pizza phải giao trong sáng nay. Anh mang đi đi. À, vâng, vâng. Tôi đi ngay đây ạ. Còn hai hộp nữa là xong rồi. Hôm nay giao nhiều quá. Trời ạ, à, sao lại tắt đường thế này? Không biết bao giờ mới hết tắt đường. Thế này thì muộn mất. Alo. Bao giờ thì anh giao pizza cho chúng tôi thế? Muộn lắm rồi. Dạ dạ. Chờ một chút ạ. Tôi đến ngay đây. Bây giờ là mấy giờ rồi mà giờ anh mới mang tới chứ? Định để chúng tôi chết đói à? Tôi xin lỗi, cô thông cảm cho. Hôm nay đường tắc quá. Lần sau tôi sẽ cố gắng đi sớm hơn. Còn lần sau thì bọn tôi không mua nữa đâu. Dạ, cảm ơn cô. Cuối cùng cũng xong. Hôm nay đúng là một ngày vất vả. Chào anh, chiếc xe này là của anh à? Vâng. Xe này là của tôi ạ. Xe của anh đã vi phạm việc đổ xe trên vỉa hè ở khu vực cấm. Yêu cầu anh dắt xe lên vỉa hè và xuất trình giấy tờ. Sao cơ?
Vi phạm ạ. Nhưng tôi không mang theo giấy tờ. Mời anh dắt xe lên vỉa hè. Anh dựng xe dưới lòng đường là vi phạm luật giao thông. Anh đổ xe sai quy định, còn không mang theo giấy tờ, lỗi của anh bị phạt 300.000. Mời anh theo tôi về trụ sở làm giấy nộp phạt. Cái gì cơ? 300.000? Xin anh xem xét tha cho tôi. Giấy tờ xe tôi có thể về nhà lấy. Xe này là xe của tôi, tôi không ăn cắp của ai cả. Xin anh đừng phạt tôi. Xin lỗi anh, tôi chỉ làm đúng theo luật. Tôi thật sự không cố ý vi phạm. Do tôi vội giao đồ cho khách nên mới không để ý. Xin anh tha cho tôi. 300.000 là số tiền quá lớn, bằng 1/3 tháng lương của tôi rồi. Nếu tôi nộp cho anh thì cha con tôi sẽ chết đói tháng này. Tôi xin anh. Tôi mới vi phạm lần đầu, xin anh tha cho tôi lần này thôi. Lần sau tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng đây là trách nhiệm của tôi. Tôi không thể thấy người vi phạm mà không phạt được. Mọi công dân phải có nghĩa vụ chấp hành pháp luật. Biên bản cũng đã lập rồi, không thể bỏ qua được. Nhưng thật sự bây giờ tôi cũng không có tiền thì làm sao nộp phạt được? Theo luật, nếu anh không nộp phạt thì anh sẽ bị giữ giấy tờ xe cho đến khi nộp. Nhưng anh lại không mang theo giấy tờ nên chúng tôi buộc lòng phải giữ xe của anh. Giữ xe tôi? Vậy tôi lấy gì đi làm đây? Xin anh đừng giữ xe của tôi mà. Tôi sẽ về nhà lấy giấy tờ đến đây. Còn số tiền nộp phạt quá lớn, làm sao tôi có thể nộp được? Tôi xin anh, anh hãy bỏ qua lần này cho tôi đi mà. Xin lỗi, tôi không thể bỏ qua cho anh được. Đây là biên bản, anh hãy cầm nó về trụ sở nộp phạt. Đồng nghiệp của tôi sẽ theo sát anh. Anh gì ơi, sao lại... Anh còn không mau đi nộp phạt đi, hay muốn giữ xe hả? Đồng nghiệp của tôi đang chờ anh đấy. Nhưng mà... Lần sau phải chú ý hơn đấy. Số còn lại tôi tặng cho hai cha con anh. Cảm ơn anh. Bộ nhớ dẻo dai, phục hồi não bộ. Cibakin giúp hỗ trợ người sau tai biến mạch máu não. Cibakin nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.